triển khai thực hiện các chương trình thuộc đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Sở Công Thương Bình Định đã tổ chức chương trình xúc tiến đưa sản phẩm đặc trưng của tỉnh Bình Định, giới thiệu và phân phối trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình năm 2023 được tổ chức với sự phối hợp của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Nông nghiệp Song Thủy, chuỗi cửa hàng tiện lợi Bắc Tôm và các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi siêu thị mini, chuỗi cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường nhận diện sản phẩm nông sản và thực phẩm đạt chứng nhận OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, hàng Việt Nam chất lượng cao của tỉnh Bình Định tại Hà Nội. Theo Sở Công Thương Bình Định, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 67 làng nghề, trong đó có 38 làng nghề được công nhận làng nghề truyền thống. Từ làng nghề đã hình thành nên nhiều sản phẩm mang tính chất đặc trưng. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, Bình Định có 217 sản phẩm được Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá xếp hạng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó có 6 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao và 177 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao. Để hỗ trợ sản phẩm địa phương, nhất là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP xuất hiện trên kệ hàng trong hệ thống bán lẻ, Sở Công Thương Bình Định đã lựa chọn các sản phẩm có nhiều khả năng đáp ứng tốt các điều kiện của hệ thống bán lẻ và phù hợp với đại đa số người tiêu dùng để đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tạo tính lan tỏa cho hàng Việt, tích cực hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.